Let's go ahead and talk about what exactly is going on here. Who are you and what is going on? Okay. So, xin chào mọi người, mình tên là Tina và tên thiệt của mình là Huyền. Đây là tiệm Paris bánh mì mà mình rất là tâm huyết, mình mang từ đến đây từ Florida, Orlando. Cái người CEO của cái tiệm Paris bánh mì là cô Đoan và chú Hiển. Thật sự hai người này là người bạn rất là thân thiết với mẹ của mình. Thì cũng nhờ một cái cơ duyên mà mình biết được đến Paris bánh mì và cũng nhờ một cái cơ duyên mà mình mang Paris bánh mì đến được với Sacramento, California. Tại vì ở đây là người mình, thậm chí gia đình của mình đang sống, hiện tại đang sống ở đây, và mình nghĩ là tại sao không mang đến một cái nhà hàng mà vừa bán bánh mì, vừa bán bánh ngọt, bán các loại snack và bánh dessert như cheesecake và các loại. Bên cạnh đó là có cà phê và có trà sữa cho tất cả mọi thế hệ. Khi mà mình mang tới đây thì mình cũng rất hy vọng là mọi người sẽ yêu thích và đến đây không chỉ là ăn bánh mì thôi mà là tận hưởng luôn cả cái không gian vừa Pháp vừa Việt Nam này. Và mình cũng rất là may mắn khi mà gặp được một người bạn, đó là Liêm Nguyễn, và anh đó cũng giúp mình rất là nhiều trong cái việc mở nhà hàng này. Hai anh em làm việc tới hiện tại thì cũng rất là tốt và được nhận phản hồi tốt hơn là những gì mình dự định. I want to ask about what brought you, because you're originally from Vietnam, what brought you to the United States and to Elk Grove? Mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khi mà hết lớp 12 thì gia đình mình quyết định là cho mình đi du học sang Mỹ. Thì thời gian đầu là mình ở tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania, và mình đã học tập ở tại đó cho tới khi em gái của mình sang California. Thì mình mới muốn quyết định là về đây để mà hai chị em có thể sống cùng với nhau và bên cạnh đó là giúp đỡ nhau. Khi mà mình hoàn thành hết cái bằng cử nhân của mình tại trường Sacramento State thì mình cũng có dự định đã đi làm, nhưng mà có những cái cơ duyên đến với mình như vậy nên là mình đã quyết định mở tiệm bánh mì thay vì đi tìm một công việc cho State. Yeah. Because you mentioned that your parents have business in Vietnam, so it's out of the ordinary for someone in your family to own a business, but you're the first one in your family to do it in the United States. How does that feel? Is it intimidating? Thực ra thì mình cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà được sinh ra trong gia đình có dòng máu là làm kinh doanh. Bố mẹ mình thì làm kinh doanh cũng rất là nhiều năm rồi, cũng khoảng 30 năm rồi. Nhưng mà bố mẹ mình làm cái lĩnh vực khác chứ không phải là làm trong cái ngành nhà hàng. Mình cũng là người đầu tiên mở nhà hàng cũng như là mở tất cả mọi thứ, không những trong gia đình mà là trong cả một dòng họ luôn. Nên khi mà mình quyết định làm cái chuyện này thì mọi người ai cũng bất ngờ và hỏi là mình có chắc không? Mình có chắc là mình sẽ làm được hay không? Rồi mình sẽ định hướng như thế nào? Thì mình nghĩ là mình làm được, mình tự tin là mình làm được. Tại vì khi mà từ nhỏ tới lớn mình có một cái quyết tâm, đó là không có chuyện gì không thể, mà chỉ có là không làm thì mới không thể thôi. Thì nên là mình cứ phải quyết tâm làm cho được đi đã. Cho nên cũng may mắn là mình luôn có sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè và tất cả những người mình yêu thương. And now I imagine your parents are extremely proud of you. Just yeah. Kind of going out and doing something like this. So how do you feel knowing that there is that pride and knowing that you actually made it to this point? You have your own business and you've been holding along, you've seen some good business. How yeah. do you feel? Tại vì mình cũng rất là may mắn là khi từ nhỏ tới lớn là bố mẹ luôn được, mình luôn được sự tin tưởng rất lớn từ bố mẹ. Thì mình cũng cố gắng làm hết tất cả những thứ khó khăn, giống như khi đi học cũng vậy, mình sẽ học hết tất cả mọi thứ, mình sẽ học bằng tốt nhất có thể để bố mẹ luôn tự hào về mình. Tại vì mình biết là bố mẹ mình đã rất là cực khổ, rất là khó khăn ở Việt Nam để cho mình được tới cái thời điểm hiện tại. Bố mẹ cũng phải làm rất là nhiều, cũng phải đi khắp nơi để cho mình có được cái điểm này, thì mình phải cố gắng không phải chỉ cho bản thân mà là cố gắng cho gia đình mình nữa, cố gắng cho bố mẹ để là điểm mà bố mẹ tự hào mỗi khi nhắc tới.